hàng về được ít sáng nay nha anh em. 30 cục IC riêng lùng 99 nè. 4 cái sát S tăng đà. Giờ anh em lên quýt màu xài. 3 cái 4 móc, 1 cái gài nha. IC 99 nha. Đúng hàng xin tháo xe. 850 cục anh em. IC 850 cục. Sát đít gài, một cái duy nhất này. Sáng này anh em về lên cốt 1 nha. Bao anh em là bên trong là không một lũng nha. Sáng này 1.8 nha. 1.8 cho cái sáng này. Đây sáng 4 ốc 2.9 một cái. Anh em về lên cốt 1 xài. Da dẻ đẹp. Tất cả là viên nét tăng đa nha. Trái ga S tăng đa nha. Có nghĩa là sát nhưng mà S tăng đa chưa lên cốt nè. Như bên này là còn trái ga G luôn nè. Nhưng mà nói chung là trái ga nó xấu. Anh em về phải lên cốt 1 xài. Ba bình thì có hai bình còn trái ga nè. Nhưng mà trái ga trong nó liếm hết rồi nha anh em. Mình bán mình tính sát. Anh em về lên cốt 1 xài. 30 cục IC 99 850 cục. Này là sát 4 ốc là 2.8. Sát đít gài là 1.8. Anh em về lên cốt 1 xài.